Mình xin chào tất cả mọi người. Chia sẻ với anh em thì nghỉ mấy bữa nay rồi. Thì trưa nay thì bây giờ mình sẽ về. Có một người em có điện cho mình là có một số chim bổi, chim má trắng anh em ạ. Thì có cần muốn bán thì bây giờ mình sẽ xuống xem thực hư nó như thế nào anh em ạ. Đồng thời thì trưa nay có một người chú cũng bảo là mới tuyển được con trào màu mơ khá là đẹp. Thì khi là mình đi xuống đó xem cái lỗ bổi trước, sau đó thì mình sẽ hẹn là chú ấy đem con chim đến để quay cho anh em xem nó có đẹp không mọi người nhá. Đấy, trưa nay thì cũng khá là nắng anh em ạ. Thì hy vọng là lâu lâu rồi hôm nay mới lại đi xem lỗ bổi. Thì anh em theo chân mình nhá. Mua chim làm gì đây? Mua cám, mua cám à? Đâu? Nhà đây không ai, nhà ở đây à? À, con này đẹp đẹp à? Ui, thấy lông tê tua luôn. Nhưng mà để đây nóng quá. Nóng đây nó thấy lông nào được, con này màu quá đẹp luôn này anh em này. Em rửa thuần đấy. Màu cao kìa. Yeah. Màu quá đẹp luôn. Đây đây này anh em này. Em này nó có mới AV. Đây. Trong này có không? À trong này có một đôi. Đang đuổi lông. Cái nó. Ừ. Đang đuổi sẵn đang thay lông à? Đây còn bên này. Để đây, khuyên để đây, nắng đây, nước đằng sau nó hấp hơi đây này. Trong họa lát hết đây, đây là trong này đây. Ây dù ui, nó là cây xanh luôn này. Nó có nhìn thấy gì không? Ờ, đây, đây, đây. À, có cây phèn luôn đây này. Phải không? Ôi, có cây to lắm em chặt rồi. Phèn trắng à? Phèn trắng. Đây là trong kia, đây là anh em này nuôi chim trong kia kìa. Khuyến nữa sao đây? Ui. Một khuyến thế nào? Hai. Còn có 4 con trống rồi, một con mái. Còn 5 con anh em ạ. 5 con thì em bảo là còn 4 con trống, một con mái. Tí nữa xem nó có thái độ không. Anh em nào ôm thì bốc tất. Thành lý hết à? Thành lý hết anh em nhá. Vẫn một chậu nước của. Đấy. Giờ nó phải có cả chòe nha anh em nhá, chòe khách. Đây, như thế nào, khách gì nó khiển nó chứ, làm gì khách. Khiển mà. Nhưng mà đang đuổi lông mọi người ạ. Đang đuổi lông. Để lông này nha, cái lông này rất là yếu luôn, nó bị xịt nè. Xỉn lông nè, bết lông nè, thay lông còn lâu. Mọi người nhìn này, chăm lông kiểu này thì còn lâu chòe mới đẹp lông được. Chè rõ thuần. Tắm việc. Ừ, con này khiển được đấy. Khiển mà. Căng, căng chắc khiển được. Vừa rồi em anh đây em khiển. Mà để phí quá, à, có một sợi mơ ở đầu. Có đúng. Mơ đầu mơ 7 cá cánh. Một cánh. Ừ, nhưng mà để bẩn quá. Phí rồi rồi. À đây này mọi người ơi. Về nhà thì có ông chú lại đem một con mơ mới để chuyển về này. Đấy. Đi xem lô bổi thì không ăn thua. Mơ đẹp, đẹp phết đấy. Đây để đâu nhỉ? Ông để đây. Rồi cho lên trên này.
Xem con mơ này nó đẹp không anh em nhá. Mình thấy đẹp á. Ông để con lại con này. Tí nữa có mấy thằng đó nó đem cái lô má trắng đến. Ồ, con này đẹp phết đấy. Anh em xem con mơ này. Mơ mặt rất đẹp đằng sau lưng. Mà lông nó đang thay anh em ạ. Không thử bỏ cái áo lông đấy thế nào. Nó có nhảy không? Có mí lửa không gì anh? Có mí lửa. Có mí lửa chứ. Đây, mơ lông này đẹp không anh em? Con mơ này mơ tự nhiên nhá. Mơ rừng. Có vẻ hơi sợ. Bịt một vạt đằng sau thì nó một bãi lưng đằng sau. Có cái vạt đằng sau thì vâng. Thôi xem móng bộ đấy thôi. Nhát quá, hơi nhát. Đấy, được rồi, được rồi. Nó vẫn sợ người quá. Nó hơi sợ người anh em ạ. Nhưng mà nó nhìn đằng sau lưng có cái bãi mờ rất đẹp. Mà để vài nữa nó ca hót hót lại thì mới được. Nó thay lông xong con này đang thay lông mọi người ạ. Gọn bài vào. 2 mí lửa. 2 mí lửa nhưng mà nhìn ở qua cam này không dành được. Nó hơi sợ mình không đến gần được. Đấy, đang đi xem mỗi lô buổi tình cờ lại ông chú đem con mơ đến này. Ngồi đẹp đấy. Để nó thay lông xong rồi ạ. Đuôi đang mọc anh em ạ. Màu đang mọc. Con này thay lông xong chắc đẹp hơn này. Bắt chưa? Thì lúc nãy mình đi xem cái lô chim của người em ở dưới kia, nó mình thấy nó thái độ nó không được, nó chưa có thái độ nhiều. Thì có một người em đem một lô chim má trắng đến này, trong này là có khoảng độ 9 con. Chắc là về đợi mình không thấy ở đâu đây, đi xuống dưới đầm kia chơi rồi hay sao anh em ạ. Thì đây để mình quay cho anh em xem lô chim này nhá. Ây, trong này thì thấy bảo có 9 con anh em ạ. Bây giờ mình đứng xa xa ra mình quay xem cho nó ra bóng bộ một chút xem. Đây mọi người, anh em xem đây. Tức là chim má trắng này anh em họ rốt giữ không được mã không được đẹp lắm. Nhưng mình nhìn thấy rất là lanh chim anh em ạ. Thái độ khá là ok, kiểu cái vẻ nhấc nháo là có. Thì lô chim này thì thấy báo giá cho mình là 90.000 một con anh em ạ. Tí là mình nên hỏi cụ thể xem nào. Đây, khá là đẹp luôn. Cái này thì mình anh em nào đem về AV xong nốt thời gian thì nó sẽ đổi lông, nó sẽ ra mã thì mình nghĩ là nó sẽ đẹp hơn. Đấy, nhiều con có cái màu, gốc màu cũng khá là đẹp anh em ạ. Đây như con này chẳng hạn này. Con này đẹp này. Đấy, gốc màu rất là dày. Toàn chim má trắng thôi anh em ạ. Đây con này cũng đẹp này. Đấy, góc màu đinh. Có con kia, con đằng trong nha anh em, mọi người nhìn thấy góc màu dày dày chưa. Đấy. Mới nữa xem nó.
giá mã thì nó sẽ đẹp hơn anh em ạ. Như vậy mọi người ạ, thì buổi hôm nay mình đi xem lô chim của người em ở dưới kia, nó không được ưng ý lắm, thì về thì lại có một người em đem một cái lô chim má trắng này lên. Mình nghĩ thì nó cũng rất là hợp lý anh em ạ. Đấy, so với chim ngày xưa mình lấy về thì nó không được đẹp bằng, thế nhưng mà thời điểm bây giờ như này cũng là khá ok rồi mọi người ạ. Thì để bây giờ mình sẽ cho ra lồng để xem nó ăn cám ăn kiếc ổn định chưa, có gì mình sẽ cập nhật tiếp mọi người nhé. Đấy, mình xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người những clip sau. Ngoài đi nắng quá anh em ạ, về bên mình đấy cũng vẫn nắng.